Niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cư sanh là cầm ăn cách cập văn kỳ đi văn mà cả dê là quả cha mana sa tí đa xê sự gà tăng cà tăng dê sa ta san nhị nâu a thị dê cà sa ta san nhị nâu cà tăng buôn lăng mày hằng sa bê pha gây pha quan tự tê dê tăng cà tăng sư quý đi tăng định năng quần nhà pha lăng mà gia dê cho ta thân là cha nan tỳ đệ qua gần tòa như dê đại dương sắp bê lô cầm thì dê sa ta chị quan ta hạ ra hê tu ca mà muôn năng phô cha năng sắp bê là hoàn từ mà chê ta sa tịch thứ căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai có lời cầu xin cùng thiện chúng đến hầu mặt ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chúng thường được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng vậy nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Nam mô Bích Hai giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tâm đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu ghi vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay là tương ưng kinh Phẩm Đoạn Sáu La Mã Không Già. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa ta ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa Ramma cha lô ca thi ba tỷ sa hàm ba tỷ ca tan cha li anh thì qua răng ai ta cha tha san tỳ tha sát tấp ba ra chấp kha cha ti ca đề xê tu tham măng a nu cam bi măng ba
chăng sa tham ma phê đêm vi na danh cha ca văn su tan cha băng thăng a phi tham ma châm măng a cơ ta danh tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ than ai dê bà đi xa dạ mắt chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trồ ha lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm điều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chúng ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn năm mơ bích tha giá dạ trước khi con thỉnh sự thượng tọa pháp thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên tám la mã ẩm đoạn bài sáu la mã không già ai già ai không già thế nào gọi phi đạo, vật gì chướng ngại pháp, vật gì đem ngài diệt, vật gì ế phạm hạnh, vật gì tắm không nước, đời bao nhiêu lỗ trống, trên ấy tâm không trú, con đến hỏi Thế Tôn, mong biết câu. Thế Tôn, sắc hữu tình bị già, danh tánh hại không già, tham dục gọi phi đạo, tham ái chướng ngại pháp, tuổi tác đêm ngày diệt, nữ nhân uế phạm hạnh, đắm trước trong uế này, là toàn thể chúng sanh khổ hạnh và phạm hạnh. Là tẩm không cần nước, sáu lỗ trống ở đời trên ấy tâm không trú biến nhát và phóng vật uể oải không tự chế nguyên và hung trầm cả sáu lỗ trống này cần ly khai tất cả. Nam mô Bích Tha Giá và bản chính bài chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay và con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư giảng chẳng kỹ dùm cho chúng con đọc con không có hiểu hết nổi bạch sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm để tam bảo một cách tóm tắt.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ kỹ bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo. Tam Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tôn nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, cũng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh và bài lên để tất cả quý Phật tử có thể nắm vững được cái phần chánh kinh. Thì sự thật ra giảng thì phải giảng kỹ rồi, nhưng mà cái kiến thức thì nó cũng hạn, còn cái pháp thì nó thâm sâu. Cho nên đó là sư chỉ giảng trong cái khả năng hiểu biết của mình mà thôi, qua sự học hỏi tìm hiểu, rồi trong những cái phần chú giải của các bậc trưởng lão, rồi cũng có hiểu được chút đỉnh, thì cũng cố gắng để mà giải thích, chia sẻ để quý vị hiểu được cái lời Phật dạy. Chứ còn mà nói mà giảng mà cho rõ ràng hết cái ý nghĩa thì sư cũng không dám nói, tại vì mình là còn phạm nhân mà, trí tuệ mình dù ít dù nhiều cũng bị hạn chế bởi những cái kiến thức của mình nó chưa có đạt đến cái trình độ cao của các bậc thánh nhân. Thành ra trong điều kiện thì quý vị cũng hoan hỷ trong cái phần giải thích này. Thì sau cái câu hỏi của cái vị chư thiên thì Đức Phật đã giải thích sắc hữu tình bị già, danh tánh lại không già. Thì sắc hữu tình ở đây đó là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, các pháp hữu vi ở trong thế gian này. Thì quý vị biết rằng cái pháp hữu vi là nó bao trùm tất cả ở trong cái thế gian này, từ từ cái nhỏ nhất như là cái hạt vi trần, hạt bụi mà chúng ta thấy nó lơ lửng ở trong cái không gian này, cho đến là cái mà to lớn như cái quả đất này, hay là ở trong kinh nó gọi là cái núi núi Nehru đó, thấy không? Thì từ cái nhỏ nhất cho đến cái mà to lớn nhất ở trong thế gian này là sao? Nó luôn luôn là thay đổi. Cái các pháp hữu vi là nó luôn luôn thay đổi, sanh diệt không ngừng. Nhưng mà cái tục đế, tức là cái danh tánh, tức là cái chế định, cái tục đế này nó không già, nó không thay đổi. Ví dụ như bây giờ mình nói là núi, phải không? Thì tất cả ai cũng gọi là núi núi núi, phải không? Suốt đời nó, từ khi mình còn trẻ cho đến lúc mà mình già đi chăng nữa đó, thì cái danh từ chế định
của thế gian, cái chỗ nào mà nó cao lên đó, người ta gọi là núi nha. Thì cái tục đế này đó, cái danh chế định này đó, nó không có già, nó cứ như như thế hoài. Thành ra đó quý vị thấy rằng đó, khi mà chúng ta cũng là một cái đề mục, nhưng mà nếu mà chúng ta đó nhìn trên cái chế định tục đế thì nó không thay đổi, còn nếu mà chúng ta nhìn trên cái chân đế thì mình sẽ thấy nó thay đổi. Trường hợp một cái vị hành giả mà dùng cái đề mục đất, cái ca si ná đất để hành thiền trên cái thiền định, thiền an chỉ đó, thì sao? Cái vị này dùng cái đất đó để làm một cái đĩa tròn khoảng một gang tay, rồi vị này chú tâm vô cái ca si ná đất này đó là niệm đất, hay là hoặc là niệm mà bá tha quỳ thì cái vị này niệm hoài như vậy đó, chú mục vô cái đề mục này để cái tâm định an trú lên đó. Thì như vậy cái đề mục này á, nó không có thay đổi, nó chỉ nhờ cái sự chú tâm mạnh mẽ gián áp trên cái đề mục mà cái tâm nó định vậy thôi. Còn nếu mà một cái vị mà tu tuệ thì không phải nhìn trên cái chế định là cái ca si ná đất, mà nhìn vào cái gì, quán sát vào cái chân đế của cái chất đất, thì đất nó có gì, nó là cứng mềm. Tất cả những cái gì mà mình khi mà mình cảm nhận nó có sự cứng, nó là đất. Như vậy là sao? Nó thay đổi, thấy không? Bây giờ là đất mà nếu mà nó khô hoàn toàn thì nó cứng ha. Nhưng mà sao, khi mà nó có cái thành tố nước, nước thì nó có khả năng nó quến tụ, nhưng mà nó làm thay đổi cái tính chất của đất. Thành ra đó, đất nó có cứng và mềm. Chính nhờ cái sự thay đổi này đó, người ta mới nhào nặng đất để làm nhiều cái công cụ để sử dụng trong đời sống. Chứ còn mà nếu mà nó cứng nhắc hoài thì đâu có làm được, phải không? Ví dụ người ta lấy đất, người ta sàng lọc cho thật nhuyễn các cái tạp chất, các sạn ở trong đất, rồi người ta trộn với nước cho nó mềm dẻo, người ta mới nắn thành cái bát, cái tô, làm thành những cái chum vải để đựng nước, vân 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 vân. Nhưng mà sao, rồi nếu mà để vậy nó chứa nước thì nó thay đổi, cho nên người ta phơi khô đi cho nó bốc hơi đi, rồi sao người ta phải đưa vô trong cái lò ta nung để cho tất cả những cái nước mà nó ở trong cái vật dụng đó nó càng khô hết, nó càng khô hết, nó trở nên cứng chắc thì mình mới sử dụng được, thấy không? Đó, thành ra đó cái tính chất cái đất này nó luôn luôn là nó thay đổi, nó cứng rồi nó mềm. Từ cái đất này nó trở thành những cái vật dụng, cái chén, cái tô, cái chum vải, vân vân nha. Đó, hay là những cái viên gạch để mà chúng ta làm cái công việc nha. Nhưng mà đó, những cái này đó
cái chán đâu phải là nó có là mãi mãi là chán hoài nha. À, rồi một ngày nào đó nó cũng vỡ nha. Vậy sao? À, rồi nó vỡ ra, xong rồi ra nó theo thời gian nó tiêu hoại, nó trở thành đất trở lại nha. Cho nên đó, khi mà cái vị mà hành thiền tuệ đó thì cũng cái đề mục là đất, nhưng nhìn vào cái tính chất chân đế nha, thì sẽ thấy cái sự thay đổi. À, sanh diệt, sanh diệt. À, hoặc là cái vị mà hành giả mà hành thiền thiền định cũng là cái đề mục là hơi thở nha. Nhưng mà cái vị mà chú mục vào cái hơi thở đó là sao? Chú mục vào cái tục đế, cái hình dáng dài ngắn ha, của cái hơi thở nè, thấy cái định tâm trên cái hơi thở đó. Cho nên là cái vị này chỉ an trú trên cái hình dáng của cái hơi thở thôi. Còn cái vị mà hành thiền tuệ đó thì gạt bỏ đi cái hình tướng dài ngắn, à, mà chú một vào cái gì, cái chuyển động, à, nó khác cái chỗ đó đó, chú một vào cái chuyển động và cái sự sanh diệt của cái hơi thở, à, thành ra đó hai cái nó khác nhau. À, khi mà mình hành thiền đó, mà mình đang hành thiền quán, à, mà mình thấy cái hình dáng, à, rồi kia nọ đó là đã bị điều lạc qua bên bên thiền định rồi. À, mà mình nhìn thấy trên cái gì, cái tính chất cái chuyển động nha, sanh trụ diệt của hơi thở thì mới đúng là thiền tuệ. À, đó. Thành ra khi mình nhìn vào cái chân đế đó, thì nó sẽ luôn luôn là thay đổi. Còn nếu mà nhìn trên cái tục đế đó, thì nó sẽ không có thay đổi. Đó thì giải thích cho quý vị cái à, hai câu đầu tiên là sắc hữu tình bị già, danh tánh lại không già. Rồi bây giờ đó, tham dục phi đạo chướng ngại pháp. Thì quý vị thấy rằng cái khi mà một cái người mà họ có rất nhiều những cái tham dục, à, tham ái, thì làm sao mà họ thực hành pháp được? À, mà cái pháp á nó là cái con đường để giúp chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau phiền não. À, cho nên pháp nó là chánh pháp hay là chánh đạo, thì ngược lại tham ái, à, nó là một cái phi đạo hay là phi pháp. À, tham ái tham dục nó là chướng ngại, à, cho sự thực hành, à, nó là không phải là đạo, à, và cũng là một cái pháp để mà ngăn che án cho chúng ta, à, trên cái bước đường mà tu tập, nó là cái chướng ngại để thực hành giáo pháp. Rồi tuổi tác đêm ngày diệt, à, thì à, cái đời sống của chúng sanh đó, à, thấy không? À, chúng ta, à, theo cái tục đế, à, cái chế định đó, thì à, cái ông A đó là 60 tuổi, à, cái bà B đó là 70 mấy tuổi, 75 tuổi. À, thì sự thật ra đó là cái chế định này đó là trên cái tục đế của thế gian, à,
cứ mỗi một năm là một một tuổi ha. Cứ như vậy á, cho nên là người ta cứ 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 đếm ngày đêm. Một ngày á, nó khởi đầu bằng từ khi mà mặt trời mọc cho đến mặt trời mọc lại hôm sau. Hay là người ta chế định bây giờ là từ từ 1 giờ sáng cho đến là 24 giờ, tức là một ngày họ chia ra làm 24 tiếng đồng hồ. Có đồng hồ rồi họ họ đo đếm cái thời gian, thì như vậy gọi là một ngày một đêm. Nhưng mà hồi hồi cái thời kỳ mà Đức Phật á, thì chưa có những cái dụng cụ, cho nên nghĩa là người ta dựa trên cái ánh nắng ánh sáng mặt trời để mà phân định ngày và đêm. Tức là hồi đó một ngày mà theo cái chế định ở trong kinh thì sao, bắt đầu từ lúc mà cái ánh sáng ở ngoài mình thấy được rõ cái chỉ tay, hay là hoặc là mình phân biệt được cái màu của lá cây, cái lá cây màu vàng, lá màu xanh, mình phân biệt rõ như vậy đó, là kể từ đó đó là khởi đầu cho một ngày nha. Rồi kéo dài suốt đến sáng hôm sau, sáng hôm sau mình cũng thấy là như vậy, thấy ánh sáng ở ngoài đó, thấy rõ chỉ tay. Rồi mình phân biệt được rõ cái màu lá cây, màu xanh, màu vàng, thì như vậy đó là trọn một ngày. Đó, cho nên là cái phân định ngày đêm theo cái thế gian, cái tục đế nó là như vậy. Cho nên đó là cái ngày đêm. Thì ngày á, thì diệt, tức là mặt trời mọc là cái ngày nó xanh, cho đến khi mặt trời nó lặn xuống là cái ngày nó diệt. Rồi bắt đầu sao, từ lúc mà mặt trời lặn xuống bắt đầu cái không gian nó tối tối dần, tức là cái đêm nó xanh. Rồi kéo dài đến khi mà mặt trời rưng mọc trở lại ha, thì lúc đó là cái đêm diệt, cái ngày nó xanh. Thì đó là cái chế định, cái tục đế thông thường. Nhưng mà chúng ta nhìn á, trên cái chân đế thì nó cũng không có gì diệt, mà cũng không có gì xanh. Thế là sao, cái vận hành của vũ trụ, vận hành của pháp, do cái sự chuyển động của cái quả đất. Mà một lúc nào đó khi mà cái quả đất á, cái phần nào mà nó hướng về cái mặt trời thì lúc đó nó nhận cái ánh sáng mặt trời thì gọi là ngày. Cái phần mà khuất á, không có nhận được ánh sáng của mặt trời gọi là đêm nha. Thì cái quả đất thì nó quay như vậy thôi. Cái quả đất nó cứ quay, nó không có phân biệt là ngày đêm vậy đó. Nhưng mà cái chế định cục đế của thế gian gọi là ngày và đêm. Thì mới trong cái hình tượng để mà phân định có một cái ông cận sự nam, ổng bị nào là con rắn, con chó sói, những con vật mà hung tợn á, nó dí không, cho nên ổng hoảng hồn quá, ổng mới chạy và ổng leo lên được một cái sợi dây, cái sợi dây được buộc ở trên cái nhánh cây á. Thì ở dưới này là nào là con beo, con rắn, con chó sói rồi kia nọ đó, nó ở dưới đất,
ổng mới tính leo lên cây để tránh. Nhưng mà leo lên cây thì có hai con chuột. À, hai con chuột này là một con trắng, một con chuột màu đen. À, nó đang gặm nhấm cái sợi dây mà cái ông nào cũng đeo đó. À, thì chúng ta là bị gì? Những cái bức bách của phiền não, à, tham sân si, à, thì tượng trưng cho những cái con vật mà hung dữ, nó có thể nó ăn thịt, à, nó giết chết chúng ta. À, nhưng mà chúng ta muốn trốn thoát, à, chúng ta à, đeo lên cái sợi dây. Nhưng mà cái sợi dây này sao? Là có hai con chuột, một con chuột màu trắng, con chuột màu đen, nó đua nhau, nó gặm nhấm cái sợi dây đó. À, thì cái sợi dây này á, cái tượng trưng giống như là cái thọ mạng của con người. Còn con chuột màu trắng, con chuột màu đen đó là tượng trưng nhà ngày và đêm. Đó, thì cái thọ mạng á, của chúng ta đó, hay là cái gọi là khi mà chúng ta sanh là do cái phước quá khứ nó tạo thành cái gọi là do cái nghiệp lực, à, nó tạo thành đời sống mới, à, thì nó duy trì cái mạng sống này từ lúc mà chúng ta tục sanh, à, đến khi kết thúc bằng cái tâm tử. À, cho nên là cái thọ mạng chúng sanh nó đã có ở trong trong đó rồi. Không? Nhưng mà ngày đêm qua mau thì cái sao? Cái thọ mạng này nó mất dần giống như cái đèn. Nha. Cái đèn khi mà quý vị châm vô á, cái đèn dầu đó, cái đèn trong đó, khi quý vị châm vô thì nó đầy. Nhưng mà cái ánh sáng á, nó đốt như vậy, nó hút cái dầu ở trong cái đèn. À, thì mình nhìn thấy thì mình muốn thấy, nhưng mà điều cái là à, nếu mà mình để ý cái ngày hôm nay, à, cái mức độ cái ở trong cái trong dầu là nó cỡ này, qua ngày hôm sau nó sẽ cạn xuống, à, nó cạn dần xuống, thì cái thọ mạng á, của chúng sanh cũng giống vậy, à, ngày đêm nó cạn dần để đi đến cái gì, cái chết. À, thành ra đó cái tuổi tác ngày đêm nó diệt lần. À, cho đến khi mà cái cuối cùng là cái dứt cái đời sống của một chúng sanh, à, bằng cái tâm tử. Nhưng mà đó, trên cái tục đế nói là cái người này họ chết, nhưng mà chết là chấm dứt cái đời sống hiện tại đó. À, nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có đạt đến những cái thánh đạo tứ quả thì sao? Cái chết nó chỉ là một cái tạm thời, à, giống như cái mặt trời lặn ở bên này, ha, nhưng mà ở bên phần bên này á, gọi là hoàng hôn, nhưng mà cái phía bên kia đó thì bắt đầu là bình minh. À, thì cái chết nó cũng giống vậy đó, nó chỉ là tạm thời thôi, à, tạm thời bằng đêm ở phía bên này, nhưng mà phía bên kia là nó là sáng đó rồi, ha. Thì khi mà chúng ta chưa có đạt đến cái sự giải thoát, chưa có đạt đến cái vô dư niết bàn thì sao? Cái chết chỉ là một cái sự kết thúc tạm thời của đời sống hiện tại để mở ra một cái kiếp sống tương lai. À, rồi nữ nhân quế phạm hạnh, à, đắm trước trong quế này là toàn thể chúng sanh. Thì khi mà chúng ta thực hành cái sự tu tập đó,
cái nhân mà nó để làm cái ô uế phạm hạnh là cái thái, như trên đó là cái tham dục đó. Khi mà chúng ta thực hành theo cái con đường chánh pháp, lìa bỏ những cái chấp thủ dính mắc, thì cái tham dục nó là cái gì? Là cái ô uế cho cái sự thực hành phạm hạnh. Tỳ nữ nhân ở đây á là đối với nam nhân, vì cái tà kiến nhìn á, chế định trên cái người, người đó là người nữ, thì Đức Phật mới nói là không thấy cái sắc thinh vị xúc nào nó thu hút cái người nam bằng cái sắc thinh của người nữ, mà ngược lại không có cái gì nó thu hút cái tâm của người nữ bằng cái sắc thinh của người nam. Thành ra ở đây là không phải nữ không đâu, mà nếu mà cái những cái người nữ mà họ đang tu tập đó, mà nếu mà không có quán thấy cái tính chất chân đế, thì người nữ cũng bị thu hút và làm cho ô uế cái phạm hạnh. Thành ra đó, cái ô uế ở đây là do cái tâm tham ái tham dục, nó là cái làm cái ô uế cái phạm hạnh, cái sự tu tập nó là gì, nó như đó, nó là phi đạo, nó không phải là chánh đạo. Rồi là gì, nó là chướng ngại, nó là chạy để chúng ta thực hành hành cái pháp hướng đến cái sự cao thượng tốt đẹp. Mà sao tất cả những cái phàm nhân ấy, phàm nhân ở trong thế gian thì đắm trước trong cái sự ô uế này, người ta cho cái cuộc đời là nó phải vậy, ở trong thế gian mà không có thụ hưởng ngũ trần, không có thỏa mãn các căn, như vậy là không phải cái đời sống. Cho nên là tất cả chúng sanh á trước lặn hụp ở trong cái bể khổ là như vậy, người ta cứ thấy cái khổ cho là vui, ở thế gian mà không ăn uống, không thụ hưởng các cái sắc dục là như vậy, là không phải người thế gian. Những người mà người ta lìa bỏ đó, ta từ bỏ, người ta không đắm nhiễm trong đó, thì người ta, người thế gian họ nói mấy người này là cái đồ khùng đó, ở trong thế gian này là phải thụ hưởng, phải lặn hụp, chìm đắm ở trong cái ngũ dục mới là cái người thế gian. Cho nên là tất cả chúng sanh bị chìm đắm trong đó đó. Rồi khổ hạnh và phạm hạnh là tắm không cần nước. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng ta mà muốn gột rửa cái gì đó thì chúng ta phải dùng nước. Ví dụ như bây giờ mình làm việc cái tay mình nó bị dơ, qua một ngày cái thân mình nó lắm bụi bặm mà nó dơ bẩn, chúng ta phải tắm. Cái tay chúng ta nó dơ thì chúng ta phải rửa, khi mà chúng ta rửa tắm thì phải có nước. Nhưng mà những cái uế nhiễm, những cái ô nhiễm ở trong cái nội tâm chúng ta đó, không phải tắm mà nó hết. Quý vị thấy rằng những cái lễ hội của bên Ấn Độ đó, của Hindu, thì người ta sao? Ta xuống sông Hằng, ta tắm để cầu mong cho những cái tội lỗi
và những cái ô uế ở trong nội tâm nó được gột sạch. Nhưng mà không phải tắm chỉ là gột rửa cái thân ở bên ngoài thôi, còn cái nội tâm chúng ta đó mà xuống sông mà tắm suốt đời suốt kiếp ở trong tâm mình nó cũng không sạch được nha. Cho nên đó là thực hành cái giáo pháp nha, đó, thực hành giáo pháp để thanh lọc cái tham dục, cái tham ái ở trong nội tâm chúng ta đó mới là cái phương pháp. À, đó, cho nên là khi mà chúng ta thực hành giáo pháp á, thì sao? Chúng ta thanh lọc cái nội tâm, loại trừ tất cả những cái ô uế của tham dục tham ái, thì như vậy đó thì các cái phiền não lần hồi nó sẽ bị gột rửa, nó lần lần bị suy yếu đoạn trừ. Cho nên là khi mà chúng ta thực hành cái phạm hạnh á, tức là gột rửa cái nội tâm của mình, là tắm mà không cần nước, rồi sáu lỗ trống ở đời trên ấy tâm không trú, thì sáu cái lỗ trống ở đây là chỉ cho cái các cái căn nhãn nhĩ tỷ thiệt mắt tai mũi lưỡi đây là sáu cái căn mình còn gọi là cái môn, là cái cửa đó nha. Mà nếu mà ở đây á, trên sáu căn này mà nếu mình không có sự chánh niệm tỉnh giác để mà quan nó đó, thì nó là sáu cái lỗ trống, giống như cái cổng thành mà mình bỏ mở cửa bỏ không có người canh giữ thì sao? Thì những cái bọn mà trộm đạo, những cái quân đối nghịch nó có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Cho nên đó, là trên các căn này nếu mà chúng ta không có an trú tâm, không có cử người kiểm soát canh gác, thì cái này giống như là bỏ trống, sáu cái lỗ trống này bỏ, tha hồ cho tất cả những cái phiền não ô nhiễm bên ngoài nó tấn công, nó xâm nhập. Thì khi mà chúng ta bỏ trống các căn rồi, tham đắm rồi thì biến nhát phóng dật, biến nhát phóng dật quải, không tự chế, rồi sao đưa đến hôn trầm thị miên. Đó, cả sáu cái lỗ trống này đó. Cho nên là thường xuyên quý vị đọc trong các bài kinh, Đức Phật luôn luôn nhở chư tỳ khưu phải kéo canh phòng, phải kéo khéo canh phòng, phải khéo gìn giữ các căn. Đó. Còn nếu mà chúng ta không có khéo canh phòng, không có khéo chánh niệm tỉnh giác, quán sát các cái căn của mình ấy, thì sao? Thì khi mà chúng ta phóng dật, chạy theo dục trần, chạy theo thỏa mãn các căn, thì sao? Thì chúng ta sẽ rời bỏ cái sự thực hành giáo pháp, là biến nhát nè, uể oải, rồi ăn ngủ lờ đờ uể oải, ơi trời ơi giờ này lạnh chết, buồn ngủ quá trời mà sao dậy tụng kinh nổi, trời ơi lạnh chết luôn mà sao mà ngồi thiền nổi. Cho nên là
luôn luôn là cái, nó là những cái chướng ngại để chúng ta thực hành cái giáo pháp. À, từ cái không có kiểm soát các căn buông lung, à, do gì dễ vui thì phóng dật, à, không biết, à, bữa nay mình là cái gì đây, ăn cái gì đây, à, thế này thế khác, à, không có tính toán là cái chuyện là bữa nay là mình sẽ thực hành cái gì, à, mình hành cái pháp môn nào, à, mình học cái bài kinh nào để mà đem đến cái lợi ích, à, hôm nay mình dành ra cái thời gian, à, bao nhiêu, à, để mình lo công việc dọn dẹp, rồi mình dành cái thời gian nào để mà mình, à, học pháp, à, dành thời gian nào để mà mình, à, tu tập, ha, thì cái đó rất là ít. Nhưng mà suy tính lát nữa đi chợ, à, bữa nay mua cái gì để, à, nấu canh chua, à, rồi dĩa kho rồi mặn, mấy hôm rồi ăn thịt nhiều quá, giờ mình làm bữa nay mình đổi mua cá đi, à, cá loại nào đó, thì sao mình cứ chạy phóng dật, ngay cái tâm mình nó chạy theo cái ngũ trần bên ngoài để thỏa mãn gì, để thỏa mãn cái khẩu vị, à, để thỏa mãn cái xúc chạm, à, à, mua quần áo trang phục như vậy nè, về loại vải này nè, mặt nó mới đẹp nè, à, mặt nó mới êm, nó mát, nó mịn nè đó. Chứ mình không có tính cái chuyện cái sự tu tập, à, cho nên đó là chúng ta là cái người mà nếu mà thực hành cái con đường tu tập hay là thực hành phạm hạnh, à, thì sao phải phải từ bỏ hết, à, diệt trừ, phải ly khai, à, từ bỏ hết những cái đó, thì khi mà chúng ta thực hành cái con đường phạm hạnh, à, là chúng ta thanh lọc nội tâm, à, ngăn trừ tất cả những cái tham muốn của phiền não, à, trong thu hưởng, à, chạy theo trần cảnh bên ngoài, à, thì như vậy đó, à, mới là cái vấn đề mà chúng ta, à, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, à, để lần hồi chúng ta thoát ra cái mãnh lực, à, của phiền não, à, còn nếu mà, à, chúng ta chạy theo, vui theo, đóng nhiễm, à, cái trần cảnh thì chúng ta sẽ bị, chúng ta bị nó khống chế, à, nó nhấn chìm, à, giống như cái gọi là cái bọc lưu là vậy đó, à, tất cả những cái phiền não này là giống như cái xoáy nước nó chảy cuồn cuộn phải không, à, nếu mà chúng ta không cố gắng để mà vượt thoát ra đó, thì sao những cái xoáy nước này nó lôi cuốn rồi sao nó nhấn chìm mình xuống dưới cái xoáy nước đó, à, thì khi mà chúng ta thực hành con đường phạm hạnh để lần hồi chúng ta thoát ra, à, chính cái con đường thực hành phạm hạnh nó là chánh. Còn khi mà chúng ta chạy theo trần cảnh là cái con đường phi đạo, à, khi mà chúng ta thực hành phạm hạnh mà những cái tham ái, cái tham dục mà nó sanh khởi thì sao, nó sẽ là cái sự trở ngại, cái chướng ngại, à, nó ngăn che, à, nó cản trở con đường chúng ta giải thoát. À, thì, à, qua cái, à, phần chánh kinh và qua sự tìm hiểu thì cũng có được, à, chút ít những cái hiểu biết, à, để, à, chia sẻ giải thích cho quý vị. À, và giờ thì, à, cũng, à, kính cung thỉnh chư Tôn đức nhưng mà tất cả quý vị, à, cùng thảo luận,
chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay, cái đoạn thứ bảy, không già. Giờ kính cùng thỉnh Thông Đức cũng như mời tất cả quý vị, mời đạo tràng thảo luận chia sẻ về thêm về cái đề tài tại bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú thanh thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ, tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn thiện vũ cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh chư dùng tạm tịch nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Nhà Nhật Bình kính lễ cô tu nữ tự duyên và vào đạo tràng. Cô tỷ nữ tỷ viên ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, cô tu nữ tỷ viên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, cô tu nữ tỷ viên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Rồi, không thấy nhúc nhích gì hết, vậy là có nghĩa là cô tu nữ Tây Duyên không có chiếc máy rồi. Và Nhật Bình muốn mời một người mà sợ bị ra dữ hết. Nhưng mà cứ mời đại nha. Nếu mà cầm mic được thì chia sẻ, còn không cầm mic được thì cứ ngồi im. Tại vì Nhật Bình thấy Hằng Mai vào lâu rồi, anh ta có thể được hiểu được một chút bài và cũng có thể cầm mic chia sẻ, mà nếu không cầm được thì không có sao. Dạ, không có gì trở ngại hết. Dạ, sao không ai nãy giờ ngồi nghe thượng tọa Pháp Thanh giảng bài, có chỗ nào không hiểu hoặc chỗ nào hiểu không, có lên có thể hỏi hoặc là chia sẻ theo cái bài giảng của thượng tọa Pháp Thanh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Rồi, mời Hồng Mai nha. Tại cô tu nữ mới vô, mà bây giờ Nhật Quỳnh mời mà cô không thấy cô chú nhúc nhích nha. Hay Hồng Mai cứu Nhật Quỳnh nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các cô tu nữ thân và kính chào toàn thể các học viên trong room. Dạ, trong cái phẩm tương ưng bộ kinh này về cái tương ưng chư thiên, phẩm đoạn không già, ai già ai không già, thì con rất là tâm đắc, bởi vì con cũng không có còn nhỏ nữa, lớn tuổi rồi. Và trong cái quá trình mà tu tập đó, thì con rút ra rất là nhiều kinh nghiệm. Thì như con đã nói từ trước là từ từ khi mà học đó, trên con đường tu tập đó, thì cánh cửa nó từ từ nó sẽ mở ra từ từ, chứ không phải là khi mình vô là mình cảm nhận được hết đâu. Nhưng mà mình cũng phải suy tư, khi mình học pháp thì mình cũng phải tìm hiểu tại sao mà Đức Phật nói như vậy, Đức Phật nói trong cái trường hợp như thế nào, trong giai đoạn như thế nào. Thì cũng qua cái sự giảng dạy của sư Pháp Thanh thì con cũng nhận đó, là khi mà mình trong khi mình tu tập thì mình cũng phải luôn luôn là lấy cái những cái trong những cái gì mình đã học đó, thì mình đưa vào thực tế những cái mà đơn giản nhất. Giả sử như là như hôm qua
Thì con có một cái bài học kinh nghiệm là khi con trao đổi với ông xã con á, thì hai vợ chồng thường có những cái sự mâu thuẫn làm cho con cảm thấy rất là phiền não, như là tâm sân sẽ trỗi dậy. Nhưng mà ngày hôm qua thì con sẽ, khi mà nói chuyện với chồng á, thì con quán quán cái tâm con, tại sao mình lại sao như vậy, tại sao mình lại khó chịu như vậy. Thì cái tâm con á, từ từ nó rất là nó mềm mỏng trở lại và nó dịu đi, và con sẽ không phản ứng khi mà chồng con nói những cái điều mà con được hài lòng, thì con nhẹ nhàng hơn và cái ứng xử với chồng thì cũng tốt hơn. Và cũng bởi vì nghĩ rằng mình đã già cho nên những cái gì mà con làm được thì con sẽ làm, chứ con không có chần chừ, và con sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn để mà học tập, bởi vì cái cuộc sống không còn lâu dài nữa, mà con luôn luôn là quán là cái sự chết sẵn dành cho mình. Và khi đi ra đường thì thấy những cái nhà nào có đám ma thì con sẽ nghĩ đến là tương lai mình cũng như vậy, thì bây giờ là trong hiện tại thì mình phải cố gắng hết mình đi, mình làm được cái gì mình làm, và khi mà đoạn trừ được những cái gì thì mình nên đoạn trừ. Thì qua cái việc học tập, con rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm trong việc đối xử với trong gia đình như thế nào, trong việc đối xử với con cái như thế nào. Và qua đó thì con cảm thấy là con cái của con ngày càng tiến bộ, ngày càng có sự gần gũi với con hơn, và trao đổi những cái ý kiến của các con với con. Và qua đó thì con hiểu là con của con nghĩ gì và làm những cái gì, và từ đó thì con đưa ra cái ý kiến của con cho giúp cho con của con có được cái sự hiểu biết nó rõ ràng hơn. Nhưng mà con cũng để cho con của con là tự có cái trách nhiệm với cái cuộc sống của mình, với sự suy nghĩ của mình, nên mình hướng nó vô cái đúng hơn để nó đi không có chệch hướng. Và trong cái việc giao tiếp với bạn nào cũng vậy, hồi đó thì con hay nhìn ra lắm, con hay xét bạn này như thế này, bạn như vậy thế kia. Nhưng bây giờ thì con luôn luôn trở về chính mình, xem coi mình còn những gì sai sót, những cái gì mà chưa có hoàn chỉnh, thì mình cố gắng là cho nó được đỡ hơn một chút, tốt hơn một tí. Và những cái gì mà tật xấu của mình thì mình ráng giảm bớt để nó được, để khi mà mình sống trong cuộc sống thì cảm thấy nó thoải mái hơn, nó không còn phiền não nữa, nó không còn dính mắc, đỡ dính mắc hơn với những cái cuộc sống xung quanh mình. Thì con nghĩ là pháp là tất cả những gì mà xảy ra xung quanh mình, là mình phải nhìn thẳng vô cái thực tế đó, suy xét nó như thế nào, tại sao nó xảy ra như vậy. Và tâm mình khi mà mình tiếp xúc với những cái sự việc xảy ra thì nó phản ứng như thế nào. Nếu nó phản ứng dữ dội á, thì con sẽ tìm hiểu tại sao như vậy, tìm hiểu rõ căn cội nguyên gốc của nó, mà không có phản ứng liền như khi trước nữa. Và khi tuổi đã lớn á, thì con cái sự ứng xử, cái sự phản ứng của con thì nó dè dặt hơn, và luôn luôn là quán mình trong tư thế nào trước khi mình nói, con thấy là mình cảm thấy dè dặt hơn và cảm thấy yêu thương những mọi người xung quanh mình, mọi người trong gia đình mình, bạn bè mình. Và con cảm nhận được cái tấm con luôn rộng mở đối với tất cả mọi người xung quanh mình. Dạ thì sư có qua cái sự trao đổi của con, thì con xin sư cho con những cái bài học kế tiếp nữa, những cái bài học mà con nên làm trong những cái khoảng đời cuối đời của con sẽ làm như thế nào. Dạ con xin dừng lúc tới đây. Dạ cảm ơn sư Pháp Thâm đã lắng nghe, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì
trong đời sống, mà nếu mà chúng ta đã học hỏi, tìm hiểu giáo pháp rồi đó, thì chúng ta thực hành. Mình thực hành xong rồi đó, mình muốn biết cái mức độ, cái sự tiến bộ của mình như thế nào, thì phải phải phản tỉnh mình xem xét, mình xem xét, mình so sánh tự mình. Hồi trước khi mà mình tìm hiểu giáo pháp, mình chưa có thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật đó, như thế nào, rồi sau khi mà mình hiểu biết rồi mình thực hành, mình thấy nó như thế nào, đúng không? Thì cái đó để nó cho biết là cái sự tiến bộ trong cái sự học, sự thực hành của mình. Mà khi mình biết mình thực hành như vậy là đã đem đến cái lợi ích rồi, mình thấy trong đời sống những cái dính mắc, những cái tham muốn hoặc những cái chấp thủ mà nó được giảm thiểu rồi đó, thì như vậy là mình đi đúng hướng, đúng theo cái lời Phật dạy. Chúng thành giáo pháp để gì? Để giảm thiểu những cái tham muốn. Cần thực hành giáo pháp để chúng ta có trí tuệ, hiểu biết. Rồi chúng ta thực giáo pháp á, để gì? Để xả bỏ, xả ly tất cả. Mình không còn chấp bất cứ một cái điều gì hết, những cái hình thức hay là những cái tri kiến, mình cũng từ từ mình xả bỏ. Thì như vậy đúng hướng thì từ nay cho đến coi như là cuối cuộc đời, mình cứ vậy mình tiến, mình sống với trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác, cứ gìn giữ cái trí tuệ chánh niệm tỉnh giác mình trong mọi lúc mọi nơi. Khi nào mình học mình biết mình đang chú tâm vào cái điều mình đang học, mình đang học cái bài kinh này, cái đại ý của Đức Phật dạy trong cái bài kinh này nó như thế nào. Hôm nay mình học cái câu pháp cú này, trong cái đại ý của Đức Phật dạy, chúng ta phải thực hành cái điều gì để đem đến lợi ích, thì cứ như vậy thôi. Rồi mình học xong mình suy tư, mình phản tỉnh, mình xem xét coi hôm nay là mình có thực hành đúng theo cái đại ý nghĩa, cái đại ý của cái bài kinh hay không, có đúng theo ý nghĩa cái câu Phật cú kinh hay không, vậy thôi. Thì cứ như mình từng tự mình tiến bước, mình cứ thủng thẳng, chậm chậm, không cần nóng vội, nhưng mà mình cũng gìn giữ cái sự tiến bộ nó đều đều, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thôi, đó, thì lần hồi mình sẽ đạt được những cái lợi ích. Lâu lâu á, lâu lâu mình cũng phản tỉnh, mình xem xét để mình thấy được cái sự tiến bộ của mình nó như thế nào, những cái phiền não nào mà mình đã làm giảm nhẹ được, mình những cái phiền não nào mà bây giờ mình đã thoát ra, mình phải chưa phải là thoát hẳn nhưng mà ít ra đó, mình cũng không có còn mà dính mắc sâu đậm như như hồi trước nữa, ha, đó, thì để mình thấy được
cái lợi ích tốt đẹp của cái sự thực hành giáo pháp. Từ đó mà khi mà chúng ta phản tỉnh, mình thấy được cái kết quả được trong cái sự học pháp, hành pháp, thì sao? Thì cái niềm tin mình càng được củng cố vững vàng hơn. Mà khi mà cái niềm tin mình đã được củng cố vững vàng rồi đó, thì mình càng nỗ lực tinh tấn để thực hành giáo pháp ngay trong cái đời sống hiện tại này. Mặc dù mình chưa đạt đến thánh đạo thánh quả vậy đó, nhưng mà mình đạt được sự an vui trong đời sống. Mình sống với sự hiểu biết, với trí tuệ đầy đủ, vậy là cái điều quý báu rồi. Thì như vậy mình cứ cố gắng nỗ lực mình thực hành để đem đến một cái đời sống an vui, và chúng ta luôn luôn cố gắng nỗ lực thực hành. Thì như vậy đạt được mình có mong cầu để thoát ra được những cái khổ đau của phiền não của đời sống thế gian này. Thành ra chúng ta cứ cứ từng tự chúng ta thực hành, nhớ chậm mà chắc, nói sao bền quân hơn thắng trận. Những người mà vội quá đó, nôn nóng quá đó, không phải đạt được cái thế này, phải đạt được cái kia, phải đạt được cái nọ, thì sao cái sự thực hành này đó nó thúc đẩy bởi cái tham muốn của phiền não. Cho nên á là sao, những người này họ sẽ một thời gian mà nếu mà họ cảm thấy họ không đạt được thì họ bỏ ha. Còn mình á, họ có cứ thủng thẳng từ từ, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày dung bồi cái hiểu biết, cái trí tuệ mình một chút, mỗi ngày mình học pháp, hành pháp, mỗi ngày mình phản tỉnh, mình xem xét lại thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, rồi mình sẽ thấy được cái lợi ích, cái tiến bộ trong đời sống. Thì như vậy càng ngày mình sẽ có sự thăng hoa, tiến bộ trong cái pháp học, pháp hành, từ đó có sự tin tưởng vào giáo pháp, tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật, tin tưởng vào cái con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã tìm ra. Thì chúc cho cô nhiều sức khỏe, an vui và cố gắng nỗ lực thực hành, có nhiều tiến bộ trong đời sống. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy hôm mai đã con kính tri ân sư rồi. Dạ, con cũng thành kính tri ân sư. Dạ, cũng kính cảm ơn chữ chia sẻ hỏi của Hồng Mai. Hoàng Thành mới vô nè. Cảm ơn Thiền Vũ hay Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trích Thạch chỉ mới vào nè. Dạ, quý vị ơi, Nhật Quỳnh có thể đưa bài ra cho quý vị nắm, rồi quý vị có thể đặt câu hỏi cái điều gì quý vị chưa hiểu với cái bài giảng của sư hôm nay không? Tại vì hôm nay Nhật Quỳnh thấy quý vị vào trễ quá, Nhật Quỳnh xin phép nha. Nhật Quỳnh bớt ra rồi để cho quý vị nghi ngẫm nha. Nghi ngẫm điều gì mình chưa hiểu thì mình có thể hỏi để sư giảng dạy cho quý vị hiểu, thì Nhật Quỳnh cũng hiểu thêm. Chứ thật là Nhật Quỳnh là giáo pháp rất là yếu. Dạ. Nhật Quỳnh đọc cho hành kiểm với lại quý vị nghe nha. Dạ, con xin phép sư, tại con thấy thời gian con rất là nhiều bạch sư. Dạ, con xin phép để đọc cho quý vị này
Nghe để quý vị có ý tưởng. Ai già ai không già, thế nào gọi phi đạo? Vật gì chướng ngại pháp, gì đêm ngày diệt? Vật gì uế phạm thành, vật gì tắm không nước? Đời bao nhiêu lẩu trống, trên ấy tâm không chú. Đời bao trên ấy tâm không chú, con đến hỏi Thế Tôn không biết câu, mong biết câu trả lời. Thế Tôn, sắc hữu tình bị già, danh tánh lại không già, tham dục gọi phi, tham ái chướng ngại pháp, tuổi tác đêm ngày diệt, nữ nhân uế phạm hạnh, đắm trước trong uế này, là toàn thể chúng sanh khổ hạnh và phạm hạnh, là tấm không cần nước, sáu lỗ trống ở đời, trên ấy tâm không trú, biến nhát và phóng vật, uể oải không tự chế, thủy miên và không trầm, cả sáu lỗ trống này cần ly khai tất cả. Alo, tôi Tùy Phụng ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Dạ. Chị Meta ơi, không ai nhúc nhích gì hết chị Meta. Chị Meta có thể cứu Nhật Quỳnh không? Dạ, cô Tệ Duyên cũng em ru. Xích Tô Tị Phụng cũng. Xích Niệm Từ có ý kiến gì không? Niệm Từ, xích Tina. À, cha thủ xích Tina nha. Tina có cần Nhật Quỳnh đọc không? Tina. Hay là Tina Nga cầm mít. Alo, chị Tina cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Vì Nhật Quỳnh đọc phải không? Dạ. Con thỉnh, kính thỉnh với con nước sái như áp lực. Công việc của cuộc sống, tập sắp xếp buông bỏ, nhưng khi thực hành thiền bỉ tâm. Con kính thỉnh sư với con nước sói như áp lực công việc của cuộc sống, tập sắp xếp buông bỏ, nhưng khi thực hành thiền bị phóng tâm. Dạ, con kính chân mít sư, sư giảng dạy câu hỏi của Sích Thina. Cơn nước sói à, cơn nước sói. Dạ, con kính nhân mít đến sư, cảm ơn câu hỏi của Thina nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì ở thế gian này mà chúng ta bị lôi cuốn trong cái đời sống, trong công việc, trong những cái sự toan tính sắp xếp cái công việc để đạt được cái này, đạt được cái khác. Thành ra đó, cái này nó chính là nó cái sói nước, cái bạo lưu, bọc lưu. Mình bây giờ mình không theo đời thì không được. Bây giờ không đi làm thì lấy tiền thôi mà sống, để nuôi mạng chính mình và lo toan cho gia đình. Cho nên là mình phải đi làm việc, phải có cái công ăn việc làm để mà tạo ra cái vật chất, cái đời sống. Rồi bây giờ bổn phận ở trong gia đình, giả dụ như bây giờ cái người phụ nữ thì phải đi làm, rồi sao về nhà phải có cái bổn phận ở nhà nữa, nấu nướng, dọn dẹp rồi kia nọ, giặt giũ chẳng hạn, rồi sao rồi á, là phải xã giao, giao tế với bạn bè, chuyện phải chuyện quấy ở trong dòng họ thân tộc, đủ thứ chuyện hết, đó nó bủa dây mình. Nếu mà chúng ta không có khéo léo thì sao? Những cái công việc này nó trói buộc mình suốt cả ngày, không có thời gian rảnh.
À, nhưng mà sao nếu mà biết bây giờ mình sắp xếp bây giờ cái nhiệm vụ khả năng mình đó, đó thôi à, thì mình làm chuyện đó thôi, mình đừng quá ôm đờm. À, ví dụ như bây giờ á con cái nó lớn rồi à, nó có gia đình rồi à, thì mình đâu cần phải phải săn sóc từng ly từng tí từng miếng ăn giấc ngủ giống như là hồi nó 5 tuổi 3 tuổi đâu. À, à thôi bây giờ á là con lớn rồi, nó đã trưởng thành rồi thì mình để cho nó tự lo. À, để cái gì? Để mình giảm bớt lại. À, nó còn nhỏ thì mình phải phải chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, à nó ho nó sốt là mình phải chạy mình lo đi bác sĩ mua thuốc này thuốc kia. À, suốt cả đêm mình thức mình canh, còn bây giờ nó lớn rồi trời ơi nó 19 20 tuổi rồi, mình giảm bớt lại. À bao giờ nó đủ khả năng đủ hiểu biết đủ trí tuệ để mà nó tự lo rồi mình phải giảm đi. À chứ đừng có mà ép buộc nó là, hồi nhỏ là tao nấu cơm cho mày ăn, bây giờ á mày lớn rồi tao nấu cơm mà mày không chịu ăn, giờ nó không thích ăn nữa, giờ nó đi làm nó có tiền rồi nó thích ăn quán, à đi thích ăn đi nhà hàng ăn những cái món mà nó thích đó đó, thành ra đó thôi mình đừng bắt buộc đừng có gò ép nó giống như cái hồi nó còn nhỏ à, mà phiền não rồi cực cho mình nữa không đó, cho nên á mình buông bỏ lần lần, mình buông bỏ lần lần. Chứ còn á có nhiều bậc cha mẹ phải nói là thương con à, làm cha làm mẹ mà lúc nào mình coi con mình cũng giống như nó còn nhỏ rồi, thành ra nó cũng là một cái sự dính mắc cái sự trói buộc. À, cái trường hợp này bà cụ 80 mấy tuổi à, 80 mấy gần 90 tuổi, cái cô tu nữ đó ở trên chùa Phú Đức đó, cô tu nữ là cũng 70 rồi à, mà cổ bị bệnh cổ đi vô trong bệnh viện à, cổ nằm bà cụ chống gậy đi từ dưới nhà lên tới trên chùa khóc hu hu, trời ơi không biết con tôi nó bệnh sao rồi nó nằm ở trong bệnh viện có ai lo cho nó không này kia nọ. Thấy không, nhưng mà bây giờ là cô này cô cũng 70 tuổi rồi à, nhưng mà với cái tình thương à, với cái sự mà ấy của cha mẹ thì mặc dù là 70 tuổi nhưng mà mình cũng nghĩ nó còn nhỏ dại như còn nhỏ đó, mình phải lo lắng cho nó đủ thứ chuyện hết, nhưng mà mình quên bây giờ mình cũng già yếu rồi à, bây giờ á chưa biết nó nằm ở trong mình như sao, mình hốt hoảng nghe tin nó bệnh cái mình lo mình chống gậy mình đi, lỡ nó xảy ra chuyện gì còn khổ nữa. Thấy không, anh ra à, thôi bây giờ mình phải tự lo cho mình giảm thiểu đi, trong cái công việc cũng vậy, mình cứ nghĩ à, tại cái tâm mình nó ngã mạn mà trời ơi công việc này là công việc của tôi phải làm công việc này mới được, không ai làm được như tôi đâu à, đó chính vì những cái sự chấp thủ này đó mà nó trói buộc mình, chứ sự thật ra cái không có cái gì mà không ai làm được ha, mình cứ mình tự cho mình là cái nhân vật quan trọng à, tự cho mình là phải gánh những công việc này đi à, không ai mà làm cái công việc này mà gọn gàng mà hả bằng tôi đâu, chứ sự thật ra không có à, thì à, cái trường hợp mà ông Goenka đó, ông Goenka cũng vậy, ổng hồi trước ổng cũng là một cái giám đốc của các công ty à,
hằng ngày ổng phải làm việc đúng thứ, tính toán rồi điều hành nhân viên rồi đúng thứ chuyện hết. Ổng bị cái bệnh nhức đầu. Bệnh nhức đầu mà đi bác sĩ là không có trị được hết. Cho nên là có một người bạn nó khuyên ổng, thôi giờ là thuốc với bác sĩ rồi đó, ta trị rồi không được, thôi giờ đâu anh thử anh đi hành thiền coi, anh đi hành thiền vài bữa coi coi làm sao. Nghe nói cái phương pháp này nó cũng hay lắm. Rồi lúc đầu á là ông mới không có tin tưởng, trời không được, trời công ty của tôi mà tôi bỏ đi một ngày đó không được, thấy không, tôi phải điều hành nhân viên sắp xếp công việc như thế này thế kia thế được nọ, tôi mà đi một ngày là nó rối mù lên hết, không có được, không có được. Cái bắt đầu nó đau quá rồi, bây giờ ông thấy ông làm việc cũng không hiệu quả nữa. Thôi bây giờ ông kêu mấy đứa con hả, mấy người nhân viên mà ông tin tưởng á, ông nói là giờ tôi phải đi vô trường thiền, tôi hành thiền một tuần. Bây giờ là ở nhà công việc nè, giao lại cho mấy đứa con nè, với giao lại cho mấy mấy chú mấy cô nè, giúp giùm tôi ráng cố gắng làm điều hành trong cái một tuần lễ để tôi đi trị bệnh. Đó, lúc đó là nó đau quá rồi, ông hết chịu nổi rồi. Bắt đầu ông mới giao hết, ông để ông an tâm ông đi vô ông hành thiền. Thì sau khi mà ông hành thiền một tuần lễ về đó, ông thấy trời ơi, hồi đó mình cứ nghĩ có mình thì cái công ty nó mới hoạt động một cách suôn sẻ trôi chảy. Chứ sự thật ra mình đi một tuần mình giao lại cho con cái, cho mấy người nhân viên, người ta điều hành còn tốt hơn mình á, thấy không? Đó, từ đó cái bắt đầu cũng thấy thôi, bây giờ thấy cũng ổn rồi, tạm thời bây giờ mình đi thêm tuần nữa, đi thêm tuần nữa, đó, lần thôi vẫn giao hết lại cái công ty cho con cái không, đó, thành ra đó. Khi mà mình cứ cái tâm mình nó ngã mạn rồi mình dính mắc, mình luyến ái, mình lo cho con, lo cho thân bằng quyến thuộc mà mình quên lo cho mình, đó, cho nên á cái tâm mình nó bị hút, nó bị dính mắc trong cái dòng xoáy của xã hội, của đời sống. Cái mãnh lực này nó quá mạnh đi, thì khi mà mình hành thiền á sao, cái quán tính, cái sự cuốn hút của cái công việc á nó mạnh hơn là cái sự tu tập chánh niệm tỉnh giác mình. Cho nên mình ngồi hành thiền mà cái tâm mình nó cứ chạy, nó bị hút vào cái sự tính toán của công việc của mình. Cho nên á là mình tập, bây giờ trong thời gian mà 10 phút, 20 phút, 30 phút mà hành thiền nè, nguyện gạt bỏ hết những cái tính toán công việc của bên ngoài, bây giờ phải chú tâm chánh niệm tỉnh giác để mà hành thiền thôi. Thì mình thử lúc đầu á bị gì cái mãnh lực bên kia á, nó hút mạnh quá, bây giờ này mình phải có một cái phương pháp để mình đấu trị, mình phải quyền mạnh như vậy đó để cho để nó giảm bớt được, thấy không? Đó thì bị gì cái tâm mình mới bắt đầu tu tập mà, giống như mới trồng cái cây á, mà trước cái những cái phong ba bão táp nó đâu có chịu nổi, mình phải có những cái cây để mình chống. Ý lúc đầu là cái tâm mình nó không dữ lắm, nó cứ chạy về cái chuyện mà tính toán sắp xếp, nghe không hoặc là nhớ tưởng hôm qua mình đi chợ mua món gì, mình nấu cái gì,
công việc nào mình còn dang dở, trời ơi, đang ngồi thiền đây mà không biết nãy mình có tắt cái bếp chưa, cái máy giặt mình đã bỏ đồ vô, mình có bấm nút cho nó chạy chưa, không? Đó. Thành ra mình phải nguyện bây giờ cái công việc gì không quan trọng, bây giờ trong 20 phút 30 phút này là mình phải gạt bỏ hết, chú tâm vào cái quán sát về hơi thở thôi. Đó thì lúc đầu mình cứ cứ vậy, nó cuốn mình đi thì nhớ trở lại, nó cuốn mình vô suy tính phóng dật trở lại ha, thì cái hoạt động của tâm là vậy đó. Lúc đầu mình giống như mình chơi chơi kéo co, lúc nó mạnh nó kéo mình thuốc nó vậy, thì mình nhớ mình lần hồi mình trở lại, nó chạy đi thì mình dẫn dẫn từ 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 cho nó trở lại ha, thì mình cứ chánh niệm tỉnh giác nè, thì cái sự hoạt động của tâm là vậy đó, nó không bao giờ nó nằm nó ngồi yên. Mà nếu mà mình không kiềm chế nó trong cái đời sống, cái chánh niệm tỉnh giác ngay trong giây phút hiện tại vậy, nó chạy về quá khứ, nó suy tính tương lai, cái hoạt động của nó là vậy đó. Thành ra mình cứ tập lần 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 lần, thì đến một thời gian sau ban đầu thì mình thua nó, mình bị nó lôi, lần hồi á, lần hồi sao nó mình giữ vững, mình không để cho nó lôi, mình giữ vững mình để cho nó lôi, từ 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 mình khống chế nó, từ từ mình coi như là cái áp lực của nó không còn tác động vào mình nhiều nữa, thấy không? Thì đó nó cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, cái nhiệm vụ của mình biết, nếu mà nó lôi mình thì mình đưa nó trở về, còn cái hoạt động mà nó là như vậy mình đừng cố gắng mình khống chế đè nén, mình không có cho nó phóng dật cũng được, nó hoạt động của nó là vậy đó, mình mà càng cố gắng khống chế đè nén là nó một hồi nó rối tung lên, nó còn tệ hại nữa. Cho nên cái việc hành thiền á là gì, là mình chánh niệm quan sát cái hoạt động của tâm, nó chạy nhảy như thế nào biết, để đem nó trở lại giây phút hiện tại vậy thôi. Rồi đang ngồi những cái công việc gì đó giảm thiểu, bỏ bớt, buông bỏ bớt dần 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 dần, thì chúng ta sẽ tập được cái sức mạnh, cái quán tính của sự tu tập nó sẽ lần hồi nó lớn mạnh. Còn lúc đầu thì do cái quán tính hồi đó giờ, cái sức mạnh của hoạt động của tâm nó sắp xếp, nó tính toán, nó bị lôi cuốn trong cái dòng xoáy của thế gian, bây giờ mình muốn thoát ra nó thì phải thoát từ 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 từ, từng bước chậm chậm, lần thôi thì mình sẽ đạt được cái sự an tịnh trong khi mình tu tập. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Tina, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy Tina đã kính tri ân ngài giảng dạy con hiểu. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, cảm ơn câu hỏi Tina. Và cũng chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, trong đạo tràng chị Minh Hạnh, chị Metta, Thiện Vũ Xích Niệm Từ, cô tu nữ Tuệ Duyên, bây giờ cô tu nữ Tuệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh chưa ạ? Alo, alo, và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Theo cô tu nữ Tuệ Duyên vào rồi im ru rồi không biết nữa ạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Hồng Mai, Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, đưa tay lên hỏi một câu đi, để cho đạo tràng nóng lên coi. Nãy giờ là hai người nữ rồi, còn Quỳnh Giang Nhật Hà ngồi im ru
Dạ, mến chào Châu Phan về vào đạo tràng. Dạ, mời huynh gia Nhật Hà nha. Nhật huynh quăng mít á. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con mới vừa nó bị rớt mic dạ. Dạ, thưa Sư, cái bài hôm nay có một cái phần là hỏi, tại con mới vừa lock out nên con mất cái bài cho anh rồi. Thì là, nói là về người nữ nhân, nữ nhân là dạ đúng rồi, câu hỏi là cái gì uế phạm hạnh, thì câu trả lời là nữ nhân uế phạm hạnh. Thì con có thắc mắc về cái điểm này, thì sư cũng giảng rõ là về những cái ái dục đó, nhưng mà con cũng nhận thấy là trên thế gian này hầu hết những bậc vĩ nhân là đều được sanh ra do người nữ. Và trong những cái đạo tràng rồi khắp nơi mình thấy luôn luôn nó có những cái người nữ rất là nhiều hơn người nam mà họ độ. Thì và một cái con người mà khi mà đã sanh ra là đã có sẵn sắc giới tính nam và nữ rồi. Thì như vậy phải chăng đó, cái người nữ có phải là như là một cái thước đo mà để cho nó quân bình và để chia ra giữa một cái bậc thánh nhân và phàm nhân như một cái sự thử thách để quân bình, như là một cái sự sàng lược để những cái hột lúa mà có thể nằm trên sàn hoặc là lọt xuống được. Có phải như vậy không sư? Sư có thể giảng rõ hơn cái điều này. Tại tại nếu mà không có người nữ thì cũng cũng rất là khó, cái vũ trụ nó cũng không có quân bình được. Dạ, sư có thể giảng cho con cái điểm này. Dạ, con xin dâng mic tới sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Thì như hồi nãy sư nói đó, là cái quế nhiễm này mình đừng có đổ thừa cho người nữ không. Không phải. Mà cái quế nhiễm là nó từ cái tham muốn của tham dục. Thành ra đó, có những cái mà ông đạo sĩ thì bị nữ nhân cuốn hút rồi phải từ bỏ cái sự tu tập. À, ngược lại, có những cái nữ đạo sĩ bị nam nhân cuốn hút rồi cũng từ bỏ cái con đường tu tập của mình. À, thành ra đó, Đức Phật đề cập là nhiều, là gì á, là sao? Cái thường thường thì cái hồi đó cái đời sống hồi trước đó thì những cái nam nhân á đi tu tập làm đạo sĩ nhiều hơn nữ, cho nên nó là đề cập đến người nữ. Chứ sự thật ra đó, cái quế nhiễm của cái phạm hạnh á, là cái tầm tha mái. Còn cái trong đời sống xã hội đó
của thế gian ấy, thì sao? Cái sự vận hành của pháp nó phải có gì? Phải có sáng tối nha, rồi phải có nóng có lạnh ha, rồi sao phải có cứng có mềm à, sao à, nó phải có nam có nữ à, để duy trì cái vận hành của cái pháp thế gian này à. Cái thiên chức của cái người người nữ là gì? Là để sinh sản à. Quý vị thấy rằng á, khoa học kỹ thuật tiến bộ đến cỡ nào đi chăng nữa đó à, họ có thể họ thụ tinh rồi cho ống nghiệm, nhưng mà cái bào thai cũng phải đưa vào cái người phụ nữ để mà nó nuôi dưỡng, để tạo thành một chúng sanh à. Cái thiên chức của người nam á, là phải bảo vệ và phải kết hợp với người nữ để duy trì à, tạo thành những cái chúng sanh ở trên thế gian này. Thành ra đó mỗi mỗi giống nó có cái thiên chức riêng, không thể thay thế được à, mình hiểu vậy à. Còn cái đó là cái quy luật tự nhiên à, còn cái tham ái này ra là của mỗi chúng sanh à, chúng ta không thể nói là cái người nam là không có tham ái, không có. Đến chừng nào mà đạt đến cái tứ đạo tứ quả thì tất cả những cái mầm mống phiền não này nó mới bị diệt tận trừ. Người nữ cũng vậy, khi mà chưa đạt đến cái thánh đạo thánh quả, các cái mầm mống vô minh phiền não mà chưa trừ khử được tận gốc thì vẫn còn bị lôi cuốn, không? Đó, cho nên nó là à, ở đây chúng ta phải hiểu vậy, cái mà chúng ta cần diệt trừ là gì? Là cái tham dục, tham muốn ở trong nội tâm chúng ta. Chính cái này nó là những cái ô uế, những cái uế nhiễm, những cái chướng ngại à, những cái trở lực à, và chính những cái chướng ngại, cái trở lực này đó, nó là cái pháp thử à, nó là cái thước đo của cái sự tu tập của mình, cái sự thực hành phạm hạnh này, thấy không? Đó, chính có nhờ cái gương có phản tỉnh để mình nhìn nhìn thấy lại lại cái sắc diện của mình à. Chính những cái phiền não này nè, những cái đối tượng bên ngoài này, là những cái vị giám khảo họ ra đề thi à, để mình là cái người mà mình là người thí sinh, mình đi thi, mình phải giải đáp những cái đề thi của giám khảo à, để mình biết cái trình độ học vấn mình nó như thế nào, nó có đạt được à, đạt được cái bằng cấp hay chưa đó. Thành ra đó có đôi lúc chúng ta phải phản tỉnh xem xét à, rồi mình mới thấy được cái sự tiến bộ trong cái pháp học pháp hành của chính mình à, chứ mình đừng có từng đổ thừa cho người nữ, không phải à, cả nam cả nữ à, nhưng mà cái đó là nhìn trên cái tính chất là chế định tục đế à, mà nếu mà mình còn bám níu vào cái tà kiến dính mắc chấp thủ vào cái tục đế à, thì mình còn phiền não còn khổ không. Cho nên á, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái chân đế, cái nhân cản trở, cái nhân ô uế à, cái nhân của chướng ngại là gì? Là tham dục tham ái à. Còn mà nam nữ gì
là khi mà nó tham ái lên thì nó cũng không có từ bỏ ha. Thành ra xin giải thích cái thắc mắc của Giang Nghĩa Hà. Dạ, chúc và có nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy huynh Giang Nhật Hà đã, con kính tri ân sư, và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của Giang Nhật Hà. Cảm ơn huynh Giang Nhật Hà. Có câu hỏi, thấy người nữ bị ăn hiếp đó phải không huynh Giang Nhật Hà, nên lên là đưa câu hỏi ra huynh người nữ phải không hả huynh Giang Nhật Hà? Alo alo, phải không, phải không? Đã mất tiêu rồi. Dạ, nắm một bích hai. Dạ, dạ, bây giờ thì cô tu nữ tài duyên có trở lại máy chưa à? Nếu cô tu nữ tài duyên trở lại máy cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Sao bữa nay cô vô trung cô ngồi im ru vậy cô? Dạ, trong đạo tràng còn vị nào không? Tô Thị Phúng, Tô Thị Phúng ơi, Tô Thị Phúng có câu hỏi không à? Dạ, con không có thấy bàn tay của ai hết. Dạ, sư cho con hỏi một câu ạ. Theo như cái bài giảng của sư, rồi theo câu hỏi của Shittina. Bạch sư, có phải là do cái tuổi tác mình nó lớn hơn á, nó cao niên á, thì nó làm cho cái tâm mình bị hung trầm nhiều hơn không bạch sư? Tại trước đây con mà tập thiền thì nó không có đến nỗi như vậy. Nhưng mà thời gian gần đây thì con tập thiền thì con thấy là cái hôn trầm mình nó lên rất là nặng. Trời ơi, ra sử dụng điện thoại không cầm mic được ha. Trời ơi, hỏi Minh Giang Dược Hà nè, chỉ cho cầm mic điện thoại. Minh Giang Dược Hà này là thầy dạy cầm mic điện thoại nha, tôi Tiểu Húng. Bây giờ Minh Giang Nhật Hà, Minh Giang Nhật Hà còn trước máy không? Minh ơi, Minh Giang Nhật Hà còn trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu không? Đi, có phải đi rước con vậy không? Rồi, mời Minh Giang Nhật Hà cầm mic đi, mà hướng dẫn cho tôi Tiểu Phụng thử cái cầm mic coi nha. Để nghe được mà không hỏi được thì cũng ức chế á. Mời mời Minh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, thưa cô Phúng, cũng giống như là cô hay cầm trong mấy cái computer đó, thì cái phone nó có ở dưới, nó có cái hình hơn nửa cái vòng tròn một tí đó, rồi cái hình thứ nhì là hình giống như cái cây kem vậy, nó hơi có cái hình giống như cái ly rồi đó, thì cô bấm vào cái hình thứ nhì đó, thì nó sẽ hiện lên một cái thanh màu xanh là hold and talk, là giống như là mình giữ và nói. Thì cô có thể cô bấm vào cái thanh màu xanh đó, cô trượt nhẹ lên để lock cái mic lại, thì cô có thể nói được với đạo tràng. Rồi sau đó thì cô bấm vào cái thanh màu đỏ là ngưng nói chuyện, thì sẽ ngưng và trả mic lại cho đạo tràng. Thì con mời cô cầm mic thử nha. Dạ con mời ạ.
Sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn Quỳnh Gia Nhật Hà và cảm ơn Tô Thị Phúng. Nhưng mà Tô Thị Phúng coi lại phần âm thanh đi, chứ lúc nãy cũng thấy Tô Thị Phúng cầm mic được á, thấy cầm mic lên rồi nhưng mà không nghe âm thanh thôi, có thể nó trục trặc cái phần âm thanh chút xíu thôi. Ngâm cứu lại đi nha, ngâm cứu lại đi rồi cái gì nếu muốn thử thì Nhật Quỳnh sẽ mời thử lại, không có sao hết nha. Năm mươi hai giá. Dạ, cho con hỏi lại câu hỏi của con. Dạ, hồi trước thì con không có bị như vậy, nhưng mà thời gian gần đây con lại bị hôn trầm rất là nhiều. Có nghĩa là ví dụ như con bị hôn trầm đến nỗi con phải đếm, con phải tập đếm. Dạ, con tập đếm trở lại. Mà lúc trước thì con đã thả nó ra được rồi, nhưng mà bây giờ con phải tập đếm từ từ 1 tới 5, rồi từ 1 tới 6, 1 tới 7, 1 tới 8, 1 tới 9, 1 tới 10. Đại khái vậy. Nhưng mà trong cái thời gian đếm á, thì từ một tới một lượt đầu 10 á, thì không sao, đánh chào khô biểu. Nhưng mà tới cái lượt thứ hai là bắt đầu á, trong cái đếm mình theo dõi cái hơi thở đó, trong cái đếm mình thì tự nhiên nó thoáng qua một một cái gì đó trong cái đầu mình, thoáng như một cái thì con bắt đầu con đếm lại. Đếm lại rồi được tới 6 hoặc 7 vậy đó, rồi nó cũng lại lại thoáng qua một cái ý, con phải đếm lại coi như nó không có xuyên suốt được nguyên một cái thời gian mà mình ngồi tập thiền. Bà sư vị sư chỉ dạy giùm con coi con phải làm sao trong cái có phải là tại con lớn tuổi rồi, hay là tại vì con ngủ không đủ, hay là do con phóng dật nhiều quá, và con có thể làm như thế nào để con bỏ được cái đó để giúp cho mình được tỉnh táo trong khi mà mình tập thiền á bà sư. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Thì khi mà cái hôn trầm thị miên mà nó sanh khởi á, nó có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là về vấn đề sức khỏe vật chất. Nếu mà trong đời sống á, có những lúc mà mình ăn quá no, hoặc là mình làm những cái công việc nặng nhọc, mình bị mất ngủ chẳng hạn, thì nó sẽ khi mà mình vào tu tập thì nó sẽ bị hôn trầm. Rồi một cái khía cạnh thứ hai á, là do cái pháp. Cái pháp ở đây là đến một lúc nào đó đó khi chúng ta thực hành á, thì những cái triền cái nó sanh khởi, đây là do pháp, chứ không phải cái tuổi già đâu. Thành ra đó mình coi lại, có phải là do mình làm cái công việc nhiều quá, rồi mà hay là mình ăn uống nó không phù hợp. Thì nếu mà tình trạng sức khỏe thì mình sẽ uống thuốc hoặc nghỉ ngơi để cái sức khỏe nó cân bằng trở lại. Nếu mà ăn uống thì mình giảm thiểu những cái món mà nó khó tiêu, nó gây cái sự trì trệ, cái sự tiêu hóa đó. Còn nếu mà mình thấy đây là do cái pháp thì mình sẽ đối trị bằng cái pháp. Tại vì sao mà mình rực rãi với cái những cái chướng ngại, tại vì mình không thích, mình không có thích cái chuyện mà bị hôn trầm, mình không có thích cái chuyện mà bị lôi cuốn, bị phóng dật. Mình coi nó là cái gì, là cái đối tượng xấu.
đối tượng không có phù hợp nha, mình còn so sánh, mình còn thích không thích, mình còn thích cái đối tượng này, mình không thích đối tượng khác, thế này kia. Nha. Cho nên là khi mà chúng ta còn có sự so sánh phân tích là gì, là phiền não. À, mà khi mà phiền não hiện diện thì không có trí tuệ. À, là khi mà mình so sánh thích không thích vậy đó, trong tâm mình nó có phiền não sanh khởi rồi thì đương nhiên là mình thua thua nó rồi. À, cho nên đó là chúng ta hành thiền này để dung bồi trí tuệ, thì bất cứ đối tượng nào mình cũng quan sát nó là đối tượng. À, bây giờ á, hồi nãy mình dùng cái đề mục để quan sát, nhưng mà bây giờ cái hôn trầm nó sinh khởi thì mình dùng cái hôn trầm nó là cái đề mục để quan sát. À, nếu mà nó bắt đầu nó tới nha, thì mình coi nó giống như một đề mục nha. À, bây giờ mình quan sát thấy chưa, bắt đầu cái tâm mình á, bắt đầu nó mờ dần nha, rồi cái đầu mình nó nặng, hai mắt nó nặng hay sao đó, cái gì đó, à, nó thay đổi như thế nào thế nào thế nào thế nào. À, mình bây giờ mình lấy cái trạng thái của thân tâm, à, khi mà cái hôn trầm nó sanh khởi á, làm đề mục mình quan sát nó. À, tại vì khi mà pháp nó sanh khởi, à, thì mình phải đối trị bằng cái pháp thôi. À, chứ còn giờ đứng dậy mình thay đổi quan ni, à, mình đi rửa mặt rồi thế này kia rồi một hồi á là vô ngồi là nó cũng cũng bị lại nữa. À, cho nên á, khi mà cái hôn trầm thị miên mà do pháp nó sanh khởi thì chúng ta phải phải đối trị cách bằng pháp. À, cái hôn trầm thị miên á, nó làm cho cái tâm mình thụ động. À, thì khi mà mình ví dụ là trong cái trường hợp mà quý vị mà buồn ngủ ha, cái gì buồn ngủ nhưng mà có một cái gì đó quý vị cần phải tìm kiếm không biết, à, để cái viết nó thất lạc ở đâu, không biết để cái này cái kia thất lạc ở đâu, bây giờ nó phải phải kiếm, à, phải cần phải sử dụng, mà đi kiếm kiếm hồi là tự nhiên khi mà mình kiếm làm cái tâm mình nó hoạt động cái sự chú tâm mình để mình tìm ra cái vật dụng đó, thì hồi không nó đẩy lùi cái hôn trầm đi, quên cái buồn ngủ đi ha. Đó, cho nên đó là khi mà cái pháp cái triền cái chướng ngại, à, thì mình phải trị bằng cái pháp trí tuệ, à, sáng suốt chánh niệm tỉnh giác. À, mình quan sát nó, mình coi giống như là một người bạn. À, mình coi nó giống như đề mục bình thường, ví dụ như bình thường mình quan sát về cái hơi thở vô thở ra chẳng hạn, mà quan sát về phòng xẹp chẳng hạn, thì bây giờ khi mà cái hôn trầm nó đến mình không quan sát vào cái hơi thở ra hoặc là quan sát phòng xẹp nữa, mà mình chú vào quan sát vào cái sanh diệt của hôn trầm, mình lấy nó làm đề mục. À, mình lấy nó làm đề đối để quan sát. À, thì khi mà mình quan sát nó thì mình sẽ thấy được, à, nó cũng là một đối tượng, nó cũng sanh cũng diệt. À, khi mà nó sanh diệt thì nó cũng ảnh hưởng đến cái thân của mình, cái tâm của mình như thế nào thế nào thế nào thế nào để mình biết. À, rồi mình có thể mình sẽ có được kinh nghiệm, có hiểu biết. À, tạm thời nó sẽ lắng dịu, nó không sanh khởi nữa, nhưng mà mình đừng tưởng là mình vượt qua nó, không có đâu. À, hôm nay cái thời thiền này
mình có thể mình vượt qua nó được rồi đó. Nhưng mà coi chừng, coi chừng vài hôm nữa là nó sẽ trở lại. Nếu mà mình không khéo, không khéo quán sát á, thì mình cũng bị nó quật ngã như thường. Chỉ có đến khi nào mà thánh đạo thánh quả, tứ đạo tứ quả lậu tận đó, thì lúc đó mới hoàn toàn mới diệt được cái hôn trầm thị miên. Thì quý vị thấy rằng á, những cái vị mà thánh tinh văn như mà ngày Mục Kiền Liên mà ngài còn bị, lúc mà ngài chưa đạt đến đạo quả A La Hán, ngài hành thiền ngài vẫn bị. Cho nên là Đức Thế Tôn quan sát thấy ngài đang bị cái chướng ngại, cái truyền cái hôn trầm thị miên nó sanh khởi, nên là ngài mới đến dùng thần thông phóng hào quang đến để chỉ cho ngài Mục Kiền Liên để mình vượt qua ha. Thành ra đó chúng ta phải quan sát biết là cái chuyện cái này nó sinh từ đâu, mình phản tỉnh xem xét lại, do cái vật chất, do mình làm việc nhiều quá, mất ngủ, sức khỏe không ổn định, bệnh hoạn nó sinh khởi, hoặc là do vật thực, do thời tiết gì đó. Nếu mà nó liên hệ đến vật chất thì mình sẽ quân bình lại. Rồi nếu mà do pháp thì mình phải khéo léo, phải quan sát một cách khéo léo, dùng pháp để đối trị pháp, thì nó có, theo cái sự tu tập của sư thì nó có hai phương pháp như vậy. Thì cũng xin chia sẻ với cô Nhật Quỳnh. Và bây giờ thì chắc cũng thời gian cũng vừa phải lẽ, còn có mấy phút nữa thôi. Có thể cô Nhật Quỳnh sám hối rồi chương trình phút chút ngắn để kết thúc của sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư công đức pháp thể ca ngang, kính dâng đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, và cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui thoát khỏi những khổ đau bệnh tật, những quan trái quán tu, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thủ, con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh rất là nhiều. Dạ con ngồi con nghe sư giảng giải thì không biết cái bệnh của con rồi. Một phần là do con ngủ ít quá, thời gian ngủ của con quá ít. Việc ban ngày con thì cũng hơi nhiều. Còn thức ăn thì không có rồi. Tại lúc 3-4 giờ kia thì đâu có ăn gì đâu mà để nó bị no, bị thức ăn. Có khi thì bữa trước đó thì còn cầu bát nữa, có lúc thì bụng nó meo thì thức ăn thì không bị rồi. Dạ, nhưng mà con quan sát là có lẽ là con bị thiếu. Dạ, gần con sẽ làm lại giải với lại nữa. Con thấy giống như hồi trước thì con không có theo dõi cái đề mục đó, mà bây giờ con theo dõi thì con thấy con bị hôn trầm nhiều hơn. Con sẽ đổi đề mục. Dạ, con kính tri ân nhiều. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ô ta mang ghê na quan đê hăng ba đa phan sum ba ro ta mang buột thể vô ga li tơ đô sô buột thơ kham ma tu tăng ma mang còn đê em hết lòng kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi bảo sao tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cho đức quý thân hòa răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kham ma tu tăng ma măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành.
Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo của bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thọ tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khám mà tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Con kính nhân minh đến sư ạ. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anuvave nasadan sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuvave nasadan sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anuvave nasadan sothi bhavantu te. Tất cả bao hình có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu sa thu lành thai. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu về kha re bơ thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma đa ne na pa quan tu bồ chi ta sa thình canh tê tha vi ha ra man đa lê. Thế ra cha ma cha na wa ca cha phích kha vô sa ra ni ca da na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu te cha ra vô cha ye vi cha an đa sam pha qua san se da cha ta a tha vô ba ba ti ca nêu ya ni căn tham ma wa răng ba tích ca te sa ba vi du kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sắc tăng thầm mơ thầm ma tha ra cha phục ga la sẵn gơ hô tu sắc mắc gơ qua a tha ya cha hê ta ya cha ẩm hê ra ka tu sắc thầm mơ sa bê bi thầm mắc ca đi nợ vụt thình sầm ba bù na y ya ma thầm ma đi dập bác quê đi tê ngưỡng cầu ca đấng chư thiên a trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hợp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân rồi xin hậu độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc và mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu quần được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường noạn thai thâm hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh tòa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức cả ngày mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quà lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã vi y Phật rồi xin cho cả thảy chúng có tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã học ngày hôm
nay đến nhà chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ trì hỷ đồ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên, hạnh thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đấy Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh Thất Thiện Hữu, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí